Nếu anh em thợ chúng ta hay phải sử dụng máy khoan để khoan lỗ, gặp những khó khăn như này, đường lỗ khoan sai lệch, khoan không chính xác, mất nhiều thời gian, chi phí và độ thẩm mỹ trên bề mặt của phôi sản phẩm mà anh em chúng ta chưa biết hướng xử lý, thì hôm nay giới thiệu tới anh em một cái dòng sản phẩm, đó là bộ định vị lỗ khoan Bot, giúp anh em chúng ta định vị mũi khoan, cố định vị trí khoan trên mặt phẳng để khoét lỗ dễ dàng trên bề mặt phôi gỗ, gạch men hoặc kính, tránh trường hợp khoan trượt làm hỏng hay làm mẻ vị trí khoan, phù hợp với tất cả những em chúng ta làm đồ gỗ nội thất hay là những em chúng ta làm công trình xây dựng, vân vân. Bây giờ thì anh em sẽ cùng tôi đi tìm hiểu về sản phẩm. Với thiết kế của sản phẩm được làm từ nhựa công nghiệp chất lượng cao, đảm bảo sự bền bỉ chắc chắn. Mặt sau của sản phẩm được thiết kế hai cốc hút chân không bằng cao su, được điều chỉnh qua núm vặn ở phía trước, giúp cố định vị trí để làm việc cực kỳ là chắc chắn trên những bề mặt phẳng. Mặt định vị lỗ khoan thì gồm 4 lỗ khoan, phía sau được thiết kế một lớp bọt biển để giảm ma sát với bề mặt. Với 4 kích thước đường kính mũi khoan khác nhau, 5, 6, 8, 10mm để anh em có thể thuận tiện khi sử dụng. Trong quá trình khoan lỗ định vị thì anh em có thể điều chỉnh vị trí lỗ khoan luôn bằng cách vặn đúng hút chân không ở vị trí lỗ khoan rồi cố định lại như thế này để làm việc rất là thuận tiện. Anh em mà đang xem video thì đừng quên bấm like, ấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất từ Vinachi Việt Nam. Đó, anh em có thể thấy được cái công dụng và tiện ích của cái bộ sản phẩm định vị lỗ khoan Bot này. Anh em có thể nhấn trực tiếp đường link ở phía dưới phần mô tả để đặt hàng, hoặc là để lại số điện thoại ở phía dưới phần bình luận, nhân viên sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.